Xin chào mọi người, mình là Quang Minh, ô tô Tây Đô. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một dòng xe thương hiệu Hyundai do nhà máy Hyundai thành công lắp ráp tại Việt Nam. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu một dòng xe dòng Mighty của Hyundai, Mighty EX8 GTL phiên bản thùng dài 5m7. Mình sẽ đi từ phần ngoài cabin vào trong cabin rồi tới khoang động cơ và thùng trước nha. Thì phía mặt ngoài thì mặt ga lăng thì có logo Hyundai nè, nằm chính giữa, và logo chữ Hyundai nằm bên tay trái và Mighty bên tay phải. Logo Hyundai đặt chính giữa. Xuống phía dưới thì nó có cái mặt ga lăng nè, hình dạng tổ ong. Nó giúp cho gió nó luồn vào, nó làm mấy cái két nước làm mát. Sang hai bên thì có cụm đèn. Đây là cụm đèn chiếu sáng. Cụm đèn chính nè, có đèn đờ mi và đèn pha. Phía lên trên thì có đèn xi nhan được mạ chrome sáng nha. Còn xuống phía cảng thì cảng này là làm bằng nhựa cao cấp và có đèn. Đèn này là đèn sương mù, thiết kế rất là to nha, hình chiếc lá. Đó. Phần cabin này là cabin mẫu mới. Hyundai nó thay đổi cái dòng phân khúc Mighty thì đổi thành cabin vuông từ năm 2019. Cho tới nay thì cabin này là cabin vuông. Cabin vuông thì nó sẽ được trang bị kính chiếu hậu 4 gương, so với phiên bản cũ thì nó có 2 gương thôi. Về phía cửa xe thì ta có logo nè, EX8 GTL, và phía dưới là cụm đèn nhanh bên hông xe, giúp cho chúng ta đảm bảo tính năng an toàn hơn. Khi mà rẽ trái thì cái đèn tín hiệu này sẽ giúp cho xe máy nó dễ nhận diện hơn khi mà chúng ta rẽ vào, rẽ trái hay rẽ phải gì đó. Còn tay nắm cửa thì so với dòng Mighty đầu tròn thì tay nắm cửa được nằm ngang lại. Nằm ngang lại giúp chúng ta dễ mở cửa hơn, nó không có bị dặn cái tay lại. Còn phía trên thì nó có cái logo nè, logo Mighty nha. Đó. Rồi chúng ta sẽ vào bên trong cabin. Ok, bây giờ mình đã vào trong cabin này. Mình sẽ để máy lên nha. Đó. Logo Hyundai. Vô lăng là vô lăng 4 chấu nha mọi người. Đây là cụm đồng hồ. Cụm đồng hồ là gồm đồng hồ dòng tua máy, rồi màn hình LCD ở giữa, và cụm đồng hồ hiển thị tốc độ, báo nhiệt độ và báo dầu thì nó nằm trong hai cụm đồng hồ lớn. Sang phía bên đây thì nó có radio và có cổng USB, kết nối USB. Đó, đèn ưu tiên nè. Đây, dưới đây là điều khiển điều hòa, và phía bên đây thì nó có đồ hộc để đồ thôi. Đây cần số. Cái phiên bản 2020 với 2021 thì nó 2021 thì nó được trang bị ghế da nha. Ghế da Simili màu xám rất là đẹp. Đó. Trần thì vẫn là trần nỉ thôi. Đây gương chiếu hậu nè. Cửa thì cửa bấm điện nha mọi người. Đây
Đây mình có khóa cửa nè. Rồi mình giới thiệu sơ qua bên trong cabin thôi. Cabin thì được ngồi ba người rất là rộng rãi ha. Đấy, cabin vuông rất là rộng rãi. Rồi mình sẽ xuống giới thiệu phần động cơ. Giờ mình sẽ mở cabin lên mình cho mọi người xem cái máy của chiếc F8 nha. Đây, cabin mắt mở rất là nhẹ. Đây là khối động cơ 2.9 lít cho công suất là 160 mã lực. Tại sao mà động cơ nhỏ nhưng mà cho công sức lớn thì cái con này nó được sử dụng là kim phun hoàn toàn mới và trang bị thêm là turbo kép, nó làm tăng áp suất cho động cơ và động cơ dầu này là tăng áp suất lên và nén cao hơn cho công suất lớn hơn, cho giúp chúng ta đi tải hàng thì chở vận hành tốt hơn. Con này thì sử dụng động cơ là D4cc kết hợp với hộp số Dymot 5 cấp thì cho khả năng nó vận hành mạnh mẽ hơn. Về tới bình nhiên liệu, bình nhiên liệu thì bình nhiên liệu này là một chứa được 100 lít thì giúp cho chúng ta đi đường dài thoải mái hơn, ít châm nhiên liệu thêm. Tới cái thùng, thùng này là thùng mua bạc bửng nhôm. Con này thùng nó lọt lòng là 5m7 lọt lòng, cao thì là khoảng 1m9 và ngang khoảng 1m9 luôn. Thùng vô bửng nhôm mở 7 bửng. Đây cản nè, cản làm rất là chắc chắn nha. Cản cũng được làm bằng inox 304, khung bao viền là 304 hết, bửng nhôm, sàn inox. Cái thay đổi so với phiên bản 2020 với 21 thì đèn hậu nè cũng được thiết kế lại đẹp hơn và vuông vắn hơn, cứng cáp hơn. Đây là cản sau, cản inox 304. Mình được trang bị một lớp dự phòng. Phía trên thì mình nó mở dạng cửa mở thôi. Đây là bộ đà của xe S8 ha. Bộ đà. Lớp sau sử dụng là lớp 825. Lớp có ruột. Xe này sử dụng là vỏ đồng nha mọi người. Vỏ gai xuôi. Đây. Thì con này nó có giá khoảng 780 triệu. Thì quý khách nào mà có nhu cầu thì liên hệ mình số điện thoại bên dưới. Hyundai Tây Nam, ô tô Tây Đô chi nhánh Kiên Giang. Ngân hàng hỗ trợ 70 đến 75%. Cảm ơn mọi người đã tham khảo clip của mình. Cảm ơn.